Thưa quý vị, trong chương trình Thần tượng tương lai được phát sóng trên kênh HTV7 vừa qua, thì có một cô bé 13 tuổi người Nghệ An đã gây bất ngờ với giọng hát da diết, sâu lắng như là một nghệ sĩ từng trải. Cô bé này, Quỳnh Như, khiến cho cả ba giám khảo và khán giả nức lòng với ca khúc Về Hà Tĩnh Mình Ơi và đồng loạt đứng dậy vỗ tay không dứt. Thậm chí là giám khảo nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cũng phải bày tỏ sự thán phục đối với giọng ca này. Vâng, có lẽ là ngay sau khi chương trình được phát sóng thì phần thi của cô bé này cũng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đã tạo thành một cơn sốt nhỏ nhỏ. Và theo tìm hiểu của phóng viên Cuộc Sống 24 giờ thì cô bé ấy có tên là Hà Quỳnh Như, hiện là học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Một điều bất ngờ là ngoài giọng ca trời phú, cô bé còn là một người con ngoan trò giỏi dù có gia đình hoàn cảnh khó khăn. Quỳnh Như sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, gia cảnh còn nhiều khó khăn. Nhưng khi biết năng khiếu của con, bố mẹ vẫn nỗ lực để em được tiếp bước niềm đam mê. Tuy là gia đình đang khó khăn và cũng đang thiếu thốn nhiều, nhưng mà cha mẹ cũng vẫn là hy sinh rồi đi làm thuê, mà mẹ ở nhà làm ruộng đi nuôi gà nuôi lợn để chăm cho nó làm mau lợn để góp thêm tiền để ủng hộ cho con đi đến con đường của con yêu thích ạ. Mỗi lần em đi vào trong Sài Gòn để tham gia dự thi thì hầu như tất cả những gì ở trong gia đình mà có thể tốt nhất là mẹ đều đã dành để lấy kinh phí để cho Quỳnh Như có thể tham gia dự thi. Chính vì vậy mà có lẽ vì xuất phát từ chính cái niềm đam mê của con, cho nên mẹ của Quỳnh Như đã thực sự cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Với năng khiếu bẩm sinh, từ 5 tuổi, Quỳnh Như đã biết hát dân ca. Niềm đam mê này được em nuôi dưỡng qua các tiết học âm nhạc trên lớp. Mỗi khi hát, Quỳnh Như luôn thể hiện với tất cả niềm say mê. Em bắt đầu ca hát từ khi 5 tuổi. Em có lên mạng tìm kiếm những ca khúc dân ca nghệ tình và cả ca khúc trữ tình quê hương của Bùi Lê Mận. Và em tự tập, và sau đó là đi học thì cũng có cả cô ở trên trường chỉ bảo thêm cho em. Những năm qua, Như đã giành được nhiều giải cao trong các kỳ hội thi, hội diễn như liên hoan tiếng hát làng Sen, liên hoan dân ca ví dặm xứ Nghệ. Không chỉ hát hay, Như còn là một học sinh giỏi của lớp, của trường với những thành tích đáng khâm phục như giải nhì cấp huyện môn toán và tiếng Anh. Năm nay, Như cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi môn tiếng Anh cấp huyện. Trong lớp thì Bình Như luôn là một cô bé rất là năng nổ, chăm chỉ và bạn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Ở trường thì bạn được coi là một cái văn nghệ xuất sắc và bạn cũng tham gia nhiều môn học bồi dưỡng như là môn Anh và môn Toán. Ở trong mỗi môn thì bạn đều đạt được những kết quả rất là xuất sắc. Em Như là một em vươn lên có cái nghị lực rất là lớn, vươn lên từ cái hoàn cảnh khó khăn. Nhà thì nghèo, cha mẹ thì là người làm nông, nhà nghèo nhưng vươn lên trong cuộc sống để mà học tập có cái kết quả tốt trong học tập rèn luyện, và bây giờ thì lại là một cái tương lai rất là hứa hẹn của nhà trường, của quê hương và của đất nước. Để lại nhiều ấn tượng khi xuất hiện trong Thần tượng tương lai, cô bé 13 tuổi đang tích cực tập luyện để chinh phục những thử thách tiếp theo của chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các tài năng ca hát yêu thích dân ca dành cho tuổi thiếu niên.